Đây là cái máy UC4041A nè. Cái máy mình mua bữa hôm mình rồi để mình cắt cái cây này. Cái cây này là hôm bữa là nó tùm ghê gớm đó. Giờ mình cắt xong rồi. Mấy bữa là cắt thì không có quay được tại vì nguy hiểm quá, không quay được. Giờ mình sẽ thử phạm mình cưa thử dài đường để coi cho các bác xem sức mạnh của nó làm sao. Cắt hai miếng được một phút mấy, tính là tốc độ cắt nó cũng nhanh đó. Xử lý hết những cái cây này cũng bác nào mà nhà mà có nguồn điện sẵn gần nhà thì mình cứ mua cưa điện này mình xài cho nó êm, khỏi phải mua những cái cưa nổ kia nó quá ồn. Còn cái gốc này thì hơi to thì mình sẽ cắt từ 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 rồi review cho các bác xem vậy để có các bác tham khảo.